nhưng để là cái chất mai mùi về nó vậy có một cái chất nó mày mày sao không ạ mày sao không ạ này trời mưa mình sẽ làm món mì xúc xích mình sẽ tiến hành làm nha bạn bạn cùng xem nha hành cà chua ngon ngon ớt nhưng mà ớt bây giờ mình sẽ tiến hành làm nha bắt nước lên các bạn.
được món mì xúc xích như vậy các bạn. Các bạn đó. À, mì xúc xích ăn với nước tương các bạn, và chiên su các bạn, tương ớt chiên su các bạn. Rồi mời các bạn thưởng thức nha. Rồi bạn cái nhà cùng thưởng thức của mình nha. Thôi mình sẽ kết thúc video tại đây các bạn. Rồi chào tạm biệt các bạn.